chào tất cả mọi người. Mình tên là Quý. Mình năm nay 27 tuổi và đến từ Quảng Bình. Mình là một nhân viên kế toán, làm đã được 5 năm rồi. Và mình rất là, phải nói là rất là hạnh phúc khi biết được cái lớp học này qua một người bạn của mình. Lúc trước chưa biết được học thì sức khỏe của mình tự nhận thấy là rất là tồi tệ. Phải nói là cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hầu như các nhân viên văn phòng đều là gặp phải. Và mình đã được một người bạn tư vấn cho mình về sức khỏe và giới thiệu về thầy Hồng Kiên có mở lớp học xem tay về sức khỏe để từ bản thân mình quản lý được sức khỏe của mình và có thể chăm sóc cho gia đình và những người xung quanh. Và khi trải qua 5 ngày học xong khóa học thì mình cảm thấy bàn tay của mình thật là kỳ diệu. Không thể nghĩ được là bàn tay của mình có thể là xem được tất cả lục phủ ngũ tạng trong bản thân, mà thậm chí những khoa học hiện đại cũng chưa chắc là đã đoán được. Và mình rất là biết ơn thầy. Thầy không giống như những người thầy mà dạy những cái môn học khác. Người ta chỉ dạy và mức độ tận tâm thì tùy vào nhận thức của mọi người. Nhưng thầy đã dốc hết những gì thầy biết và những trải nghiệm của thầy từ cuộc sống bên ngoài thầy cũng dạy cho mình. Mình rất là biết ơn thầy và biết ơn người bạn đã hướng dẫn cho mình biết đến cái lớp học này. Các bạn ạ, nếu như các bạn không quản lý được sức khỏe của mình thì các bạn hãy liên hệ với mình. Mình sẽ giúp các bạn biết về tình trạng sức khỏe chỉ qua đôi bàn tay của bạn thôi. Và các bạn hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt hơn để không phải phí hoài tuổi thanh xuân. Cuộc sống này còn rất là nhiều điều tốt đẹp các bạn ạ. À.